Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một chương trình airdrop nhận 30 triệu top cần Tokyo nha các bạn. Thì để tham gia game này các bạn cần click trên phần link mô tả dưới phần bình luận mình hoặc là join vào kênh channel của mình các bạn. Thì các bạn nhấp vào một cái link thì nó dẫn các bạn ra một cái giao diện như thế này thì các bạn đã là tham gia airdrop các bạn. Thì các bạn nhấp vào tôi cũng phải là người máy nha các bạn. Rồi sau đó các bạn nhấp vào continue. Dự án này chỉ dành cho 99 hoặc là 100 winner các bạn. Rồi khi vào nếu các bạn nó có yêu cầu mã giới thiệu thì các bạn nhập giúp mình là anh 4 số 1 của đây giúp mình link mô tả các bạn. Nó không yêu cầu thì thôi các bạn. Rồi bạn bấm vào một enter tripway nè các bạn. Rồi thì nhiệm vụ khá là đơn giản các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group nè. Rồi trên group của bạn join xào nghe thấy không? Rồi các bạn bắt đắp nè. Rồi tiếp tục follow tại Twitter nữa nè. Xin tại Twitter nó các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên nè các bạn. Rồi các bạn đi tại Twitter nữa các bạn. Các bạn like nè. Các bạn tại Twitter đây nè. Sau đó các bạn bắt đắp lên nè. Rồi các bạn join sao Discord, subscribe, get it. Dân sao Discord nè. Các bạn chọn trong web cho máy tính nha các bạn. Rồi các bạn chấp nhận là mời nha các bạn. Sao con này nó không yêu cầu gửi địa chỉ ta. Để mình chat qua coi. Rồi trên Discord thì các bạn chat một câu nha các bạn. Good day rớt đi các bạn. Để nó chat không phải là người máy nha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn bắt up lên nè. Rồi các bạn subscribe cái tiếp nha các bạn. Rồi chọn trang web bình thường rồi. Chọn sao cái tiếp. Rồi các bạn chọn sao không ưu tiên nha các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè. Rồi tiếp tục các bạn like và comment nè. Đây thì các bạn chấp nhận điều khoản đó các bạn. Ok. Rồi các bạn chờ lót chút xíu nha các bạn. Rồi sau khi các bạn hoàn thành nhiệm vụ nó ra một cái giao diện như thế này thì các bạn sao nó không có yêu cầu mình gửi địa chỉ ta. Để mình tìm hiểu chút xíu nha các bạn. Rồi cái này sau khi ta phan các bạn chờ chút xíu mà đem chat các bạn. Qua trang web của nó mình chat. Popper bài không chắc Telegram. Rồi các bạn chỉ việc làm hết nhiệm vụ đi các bạn. Rồi sau này mình sẽ update dự án này sau cho các bạn nữa nha. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.